Thưa quý vị, để nhìn lại thành tựu Phật sự đã đạt được, thảo luận kế hoạch phát triển cho nhiệm kỳ tiếp theo và suy cử thành viên Ban trị sự kế nhiệm của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, sáng ngày 16 tháng 9 năm 2022, Phật giáo tỉnh Gia Lai đã trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027. Chứng minh buổi lễ, Hòa Thượng Thích Trí Thạnh, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự tỉnh, Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Quảng Xã, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đặc trách 5 tỉnh Tây Nguyên, Hòa Thượng Thích Thanh Liên, Hòa Thượng Thích Giác Thành, Hòa Thượng Thích Thông Đạt, chứng minh Ban trị sự tỉnh. Chủ tọa đoàn có Hòa Thượng Thích Huệ Thôn, Phó Tổng Thư ký Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Phó Ban Chánh Thư ký Ban Kiểm soát Trung ương, Hòa Thượng Thích Từ Vân, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Tâm Mãn, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng chư Tôn Đức, Phó trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa Thượng Thích Giác Tâm, Thượng tọa Thích Trí Thanh, Thượng tọa Thích Giác Hiền, Thượng tọa Thích Giác Duyên, Đại đức Thích Quảng Phước và Thượng tọa Thích Quang Phúc, Kinh chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Về phía chính quyền có ông Rơ Lan Chuông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, A Thua Hơ Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Đinh Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, ông Hồ Hải Tần, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, cùng các cấp chính quyền tỉnh và thành phố Pleiku, cùng chư Tôn Đức Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung, các tự viện trong tỉnh cùng hơn 400 đại biểu khách mời và Phật tử về tham dự. Khai mạc đại hội bắt đầu bằng nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào đạo kỳ và quốc kỳ, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hòa Thượng Thích Từ Vân phát biểu khai mạc đại hội nhấn mạnh tầm quan trọng của đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh với chủ đề kỷ cương trách nhiệm đoàn kết phát triển bằng niềm tin trí lực. Tăng ni Ban trị sự Phật giáo tỉnh luôn dấn thân phụng sự đạo pháp và dân tộc, góp phần tích cực xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp. Phật giáo tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu và trọng trách trong nhiệm kỳ tới. Những lẵng hoa tươi thắm và những phần quà đã gửi đến chúc mừng đại hội. Thượng tọa Thích Quang Phúc tuyên đọc báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022 với số lượng hơn 500 tăng ni và 120 ngôi tự viện. Trong tinh thần đoàn kết hòa hợp, Phật giáo tỉnh Gia Lai tồn tại ba hệ phái Bắc Tông, Cổ Truyền và Khất Sĩ. Nhiều hoạt động công tác Phật sự Phật giáo tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều thành quả như công tác từ thiện hơn 55 tỷ đồng, các công tác hướng dẫn Phật tử hoằng pháp nghi lễ cũng được phát triển. Tiếp đó, Thượng tọa Thích Lệ Sang đã trình qua phương hướng công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 để ghi nhận tán thán những đóng góp của các cá nhân tập thể cho sự hoạt động trong 5 năm vừa qua. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quyết định trao tặng cho 26 cá nhân và 13 tập thể đã hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự trong 5 năm qua. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đã trao tặng bằng khen cho các cá nhân tập thể để ghi nhận những thành quả của chư tăng ni đã có nhiều đóng góp cho công tác Phật sự an sinh xã hội cho tỉnh nhà. Thượng tọa Thích Tâm Mãn đã thay mặt Ban trị sự tuyên bố mãn nhiệm Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 5 và Thượng tọa Thích Trí Thanh tuyên đọc danh sách suy cử Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa 6 nhiệm kỳ 2022-2027. Hòa Thượng Thích Thiện Nhân thay mặt Hội đồng trị sự đã lấy ý kiến với 100% đồng thuận. Đại hội đã suy cử Hòa Thượng Thích Từ Vân làm trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Tâm Mãn làm phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam với 60 thành viên Ban trị sự, trong đó có 21 vị thuộc thường trực Ban trị sự. Đại diện chính quyền, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch đã nhắc lại những thành tựu Phật giáo Gia Lai và các Phật tử đã đóng góp trong 5 nhiệm kỳ qua. Bà mong rằng nhiệm kỳ này Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh ngày càng phát triển và đóng góp nhiều hơn nữa cùng các cấp chính quyền để xây dựng mảnh đất Gia Lai ngày càng hưng thịnh.
Ban lời đạo từ, Hòa Thượng Thích Thiện Nhân đã sách tấn đến Đại hội Phật giáo Gia Lai, là một trong năm tỉnh Tây Nguyên phố núi Bạc Ngàn, trải qua 25 năm với sự đoàn kết hòa hợp của ba hệ phái Phật giáo Thống Nhất, Phật giáo Cổ Truyền và Phật giáo Khất Sĩ. Với tinh thần hòa hợp được kế thừa liên tục từ thời Hòa Thượng Thích Đổng Quang đến Hòa Thượng Thích Từ Hương và hôm nay là Hòa Thượng Thích Từ Vân. Hòa Thượng đánh giá cao với sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Từ Vân và Thượng Tọa Thích Tâm Mãn cùng các ban ngành đã đạt được những thành quả tốt đẹp, đặc biệt là công tác từ thiện vô cùng ấn tượng. Hòa Thượng cũng đã nêu lên những thành quả ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đảm đạt được như tổ chức thành công Đại Diễn đàn Cam Lộ Giác Đạo, tổ chức Phật Đản, Du Lan. Từ đó mong rằng qua nhiệm kỳ 6 với chủ đề kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển, Phật giáo Gia Lai nhiệm kỳ sau phát triển hơn nhiệm kỳ trước. Thượng Tọa Thích Lệ Sang đã đại diện thư ký đoàn tuyên đọc thông qua dự thảo nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. Hòa Thượng Thích Huệ Thông đã lấy ý kiến với sự đồng thuận 100%. Đại hội đã khép lại với bài phát biểu bế mạc do Thượng Tọa Thích Tâm Mãn tuyên đọc và phát biểu cảm tạ. Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Gia Lai lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027 đã khép lại trong tinh thần hòa hợp và hoan hỷ chung.